chào các bạn. Buổi sáng hôm nay mình đến cái câu lạc bộ golf. Có lẽ người đánh golf mà ra đây là có cái máy xịt chân cho nó tập những người đang xịt chân. Đây là những người đang đẩy cái xe con golf. Vừa đánh golf xong họ đẩy vào. Và đây là anh cậu bà già muốn đi đánh golf, cái gậy golf họ chở trên xe để họ vào trong golf. Đánh golf ở đây là rất là nhiều người lớn tuổi. Các bạn thấy cái bảng hiệu những cái lưu ý. Đây là cái sân golf. Những nơi cho đánh golf ở ngoài kia ngoài cổng là bạn thấy rất là nhiều xe. Đây là cái nhà hàng. Nhà hàng này là chỉ có những người trong câu lạc bộ thì mới vào để chơi golf được. Cái này là trên sân golf rộng mênh mông. Và cái này là cặp người lớn tuổi họ đi đến đây. Và các bạn thấy cái này là có cái hướng dẫn rất là cụ thể. Ở trên sân golf. Và cái này là cái bộ đồ nghề chơi golf, ai cũng một cái xe để đẩy. Và chúng ta đang ở trên cái sân golf rộng mênh mông. Cái khu vực này là sân golf rộng mênh mông. Và các bạn có nghe tiếng máy bay không? Cái này là máy bay cá nhân. Nó bay các bạn thấy ở trên mặt trời không ạ? Cái này là máy bay trực thăng các bạn. Ở đây thì cái lượng máy bay cá nhân và máy bay trực thăng rất là nhiều. Nên là lâu là chúng ta nghe vậy đó. Lâu là chúng ta nghe máy bay bay trên trời vậy đó. Rất là rộng lớn. Và những người chơi golf ở đây không phải là những người trẻ, phần lớn là những người cũng lớn tuổi rồi. Rồi họ đang ở đây là họ đang tập và ai cũng có sẵn một cái xe để đẩy các cái loại gậy đánh golf. Và người đánh golf nhiều vô cùng, hầu như là ở cái khu này thì cũng là người khán giả họ ở và hầu như ai cũng có một cái môn thể thao chơi là chơi đánh golf cả. Các bạn thấy sân golf rất là đẹp, rất nhiều cảnh, rất nhiều cây. Và họ tự lái xe, họ tự có cái xe và ở đằng sau là đánh chứ cũng không cần phải có người phục vụ nữa các bạn. Tự có xe họ để vô và họ tự đánh thôi. Một cái khung cảnh và ở xa xa kia là có những cái con ở xa xa cái đoàn đang bốn người kia, đang bốn người là những người bạn với nhau, họ đi đánh đó các bạn, các bạn với nhau. Và đây các bạn thấy có cái cỏ, cái bảng ghi chú này ở nước Anh họ hay đó, là lúc nào họ cũng có những cái bảng ghi chú rất là rõ ràng, nơi nào được làm cái gì và nơi nào không được làm cái gì. Các bạn cứ nhỏ, kể cả đường đi xe vậy cũng những các bạn nhỏ ghi chú rất là kỹ. Và ở đây cái môn thể thao đánh golf hầu như là rất là chuộng đối với mọi người ở nước Anh á. Mình thấy cái tỷ lệ sân golf nó nhiều vô cùng và hầu như là mọi người rất là tập trung. Cái đây là sân luyện tập golf, luyện tập chúng ta luyện tập đánh vào lỗ, luyện tập golf rất là nhiều và mọi người đang đánh golf, đang đánh những cái đoạn wow rất là tuyệt vời. Và bên này là cái bảng hướng dẫn, lại là cái bảng hướng dẫn rất là chi tiết. Và cái này là cái chỗ ngồi, những cái giỏ đường banh, ghế vệ sinh. Và cái khu này là người ta đánh banh, các bạn không, banh
rất đầy trời xanh anh, còn rất rất là nhiều tròn xanh, đầy trời xanh anh. Và các bạn thấy đây trà bàn để này và một trước tiên là người ta đập tập đánh trên cái chân trước, rồi sau đó chúng ta mới đánh ở trên cái khung sau và anh ta rất là tập trung. Và các bạn thấy rất là nhiều gậy gôn, rất là nhiều người, rộng mênh mông bát ngát luôn. Mình đang đi bộ trong cái khung cảnh đó, thiên nhiên rất là tươi đẹp, nhiều cây xanh, ánh nắng hôm nay là đẹp, phù hợp cho người chơi golf. Và không có người phục vụ lượm banh như ở bên mình, ở đây là mọi người tự đánh và mọi người tự đi lượm banh luôn, không có người phục vụ và ai cũng có thể đánh được hết. Và họ ai cũng có đầu họ 5-6 cái cây gậy khác nhau hết, rất là đông, ai cũng có một bộ. Và họ giá cậy không nổi, họ luôn có một cái xe đẩy, gọi là cái xe đẩy gôn. Các bạn thấy xe đẩy không ạ? Ai cũng có một cái xe đẩy và đồng bộ. Con đang ở đâu vậy con? Con đang ở đâu? Hả? Con đang ở đâu? Hả? Con đang ở trong cái sân gì? Con có thích đánh gôn không? Không. Con có thích con thấy cái sân này có đẹp không? Cũng đẹp. Có đông người không? Đông. Đông người hả? Con say hello mọi người đi. Hello everyone. Yeah. Đây rồi, con đi tiếp đi. Nhé, con gái cưng. Cảnh Sài Gòn rất là rộng. Và vừa rồi mình cho các bạn thấy cái cảnh Sài Gòn, trực tiếp của cảnh Sài Gòn ở tại London. Bây giờ mình lại tiếp tục đi tiếp, rồi mình sẽ đưa đến các bạn những cái cảnh để các bạn có một cái những cái hình ảnh mình thấy được trực tiếp bằng mắt, từ những cái gì thực tế mà mình đi và mình thấy, mình chứng kiến tại nước Anh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có những tiếp tục những cái cảnh sau khi mà mình đi, mình thấy những cái gì hữu ích cần chia sẻ lại cho các bạn thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ lại cho các bạn. Những đoạn video sau các bạn nhớ bấm nút subscribe cái chương trình để đăng ký vào cái kênh BTV nhé. Cái kênh này sẽ phục vụ cho các bạn, sẽ chia sẻ bạn những cái thông tin rất là hay về kinh doanh, về những cái nơi mà đi đến trải nghiệm, những nơi trên thế giới này.